Khoảng hơn 6 giờ sáng ngày 25 tháng 12, lửa bốc lên từ căn phòng ở tầng 1 của một khách sạn trên đường Trung Mỹ Tây 19, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện vụ việc, người dân đã chạy đến hỗ trợ, dùng bình chữa cháy dập lửa. Ngọn lửa sau đó được khống chế. Tại hiện trường, nhiều đồ đạc bị thiêu rụi, một người đàn ông ở trong phòng được phát hiện đã tử vong. Nhận tin báo, công an quận 12 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Tê, 37 tuổi, ngụ quận 12. Được biết, tối qua người này đến thuê phòng cùng với một người phụ nữ. Sáng nay, người phụ nữ đi mua đồ, sau đó quay lại thì đã xảy ra vụ việc.